sông Hầu, đồng ruộng thân thang, đất Phù Sa theo con nước lớn, từ ngàn xưa dung đắp thôn làng. Miền Tây quê em An Giang, gái xinh đẹp thùy mị đoan trang, áo bà ba tai nghiêng nón lá, cười hồn nhiên sao xuyến bao chàng. Việt Nam thương yêu nhau như nghĩa họ hàng, cùng sẻ chia cảnh sống gian nan, đời yên vui quý hơn bạc vàng. Giờ này 4 giờ mấy sáng với mà của chú. Hai chị em chuẩn bị nấu cái nồi bún chay. Nấu nồi bún chay này nồi bự nha. Để mà trao cho bà con. Hôm nay đó thì ngày 14 tháng 10, rằm tháng 10 với ba cô chú. Hôm nay thì cũng được em bên Mỹ bảo cái nồi bún cá chay này để tặng cho bà con. Cái này bông bóng cá, chị Sáu khử xong hết rồi. Bên đây thì là bún, nước bún đầy quá, múc ghê quá hả? Đầy quá, để tàu hủ vô hả? Chị đi lấy tàu hủ, để tàu hủ. Ủa họ không có dao, mình phải đi lấy không? Chạy chạy lấy tàu hủ. Dạ, thì kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Giờ này thì sáng sớm quý bà cô chú ơi, cái khâu chuẩn bị thì đã hoàn thành rồi nè. Đây hoàn thành hết rồi. Dạ thì hôm nay đó thì cũng được em bên Mỹ xin phép kéo tên. Đó là mẫu cái nồi bún cá chay của chị Sáu nè, để trao tặng cho bà con buổi sáng, mấy bé học sinh đi học. Rồi bên cạnh đó thì mấy người đi đồng luôn, học sinh và mấy người đi đồng luôn. Giờ đây cái này thì bông bóng cá. Thì cái nồi đầy cái nồi bự này chắc tầm khoảng 70 phần. Đây bún rau răm, bông điên điển. Bông điên điển với rau muống, giá. Còn bên đây thì cái nồi trong đây thì nó cũng hoàn thành rồi. Chị Sáu thì đang múc mấy cái bịch nước các quý bà cô chú, múc bịch nước sẵn cho mấy người mà họ đi đồng ở ngoài cồn ngoài á, mấy người làm mướn á, họ có cái họ lấy luôn à. Giờ này chưa được 6 giờ, mới có 5 giờ mà. Này chắc khoảng 5 giờ 40. Đang sôi. Đang sôi. Trong đây thì có tàu hủ ki nha. Tàu hủ ki với tàu hủ trắng rồi nấm rơm nè quý bà cô chú. Đây nấm rơm. Rồi tàu hủ ki, tàu hủ trắng nữa. Này có mướp, mướp để cho nó ngọt cái nước. Còn ngoài đó thì mình để thêm bông bóng cá với rau găm thêm. Giờ mình sẽ chuẩn bị đi với mấy bé rồi nó. Thì Tám thay mặt bà con ở đây, hai xóm, xóm của Tám với xóm trên gửi lời cảm ơn đến em rất là nhiều. Tám chúc em thật nhiều sức khỏe và có nhiều niềm vui và thành công trong công việc của em nha. Thì mình cho mấy cái tô này cho mấy đứa nhỏ đi, chắc nó tới. Cho em chủng tô cho anh ăn. Ngồi bàn đi chú Năm. Xin bọc hả? Cho bọc anh Năm kìa chị ơi. Bọc chung phải không? Nước chung hay riêng? Nước chung hả?
Hai chị em chuẩn bị sớm lắm, bởi vì sáng là có bà con, có cho bà con ăn lần đi. Bọc này nó hít rồi. À bọc này nó bị lỗi rồi. Hít ngay cái chỗ này, rồi nguyên cái dãy này luôn rồi. Ủa sao kỳ á? Nó bị lửa hay vậy ta? Dạ. Lỗi rồi, nguyên cái bọc này lỗi rồi Út ơi. Bọc chung hay riêng? Ăn tô hay gì? Đi thì bọc chung hay riêng? Nước chung hay riêng á? Nước chung đi. Chung thì không biết đâu. Cái bún này thì cũng như mọi khi nghe quý ông bà cô chú, một phần như vậy thì nó 15.000. 15.000 một phần. Nè chị ơi, của anh Năm nè chị. Chung. Cái gì con? Con ấy bọc hay là ăn tô? Bước lại đây. Kha nước chung hay riêng? Nước chung. Đây bọc này chung cuốn kha luôn nè. Nước chung. Nước chung luôn. Em xin phần nữa được không? Lấy chai. À bằng chung phải không? Được. Được, lấy đi. Con tô hay là bọc ấy rồi? Bọc luôn phải không? Ba bọc nó xong rồi tới bọc của Nhân. Còn con nước chung hay riêng ạ? À, nhóc. Nước chung luôn phải không? Rồi nguyên vậy. Dạ dạ, của em bên Mỹ. Nguyên dãy này là nước chung hết đó nghe chị. Nay con học buổi chiều hả? Dạ, sáng chiều. Nước chung hết đó, thằng Nhân cũng nước chung luôn. Sắp tới kìa. Nàng tường cái ai cũng đói bụng sớm nha ta. Cốt cờ bàn đi Cốt. Rồi cảm ơn chị Mai Tám. Tôi cũng xin cho nên bọc nó đem vô cho nó nước ngập lại cái mọi đâu được đâu. Nước bữa nay ngập lại hả? Nước ngập lại nó không nổi gì được. Tô bự là của người lớn. Sao? Đang cắm đó. Dở. Gỡ chai. Đó đưa nó rồi. Đem giấy, ổng hỏi mang lại rồi đem. Vậy cho cô Út đem đi rồi rồi lên ăn. Đem cho Ninh đi. Lỡ chén nước chung rồi kìa. Cảm ơn luôn đi. Mới nhập nó đi lên nó được. Đủ rồi đó. Trở lên.
32 qua kìa. Bún hả chị? Cho chị xin tô bún đi. Đầy son hả chị? Linh linh cái đầy son. Đầy son cho chị dám chiều luôn. Vậy con lấy giá với vòng miền biển đi. Nhiều hả mà hai? Vì vừa ha. Ít đi. Đây có bà hai. Dạ. Bà hai không ngờ bạn nêm nếm đồ ăn mà hai. Rồi ăn đi. Vừa ăn rồi thở đi. Cho nó đẹp. Đây ngồi bạn ăn đi. Rồi con về đi. Tô bà hai đâu? Chưa có hả? Mấy cái bông bóng này mở hai ăn được không ta? Nó dai không? Mềm. Mềm hả? Vô nước cũng mềm, nó nhỏ nữa. Nè mở hai. Rồi mở hai cảm ơn. Dạ. Chị ăn đây hay gì chị? Ốc tụi con đi khách về để ốc đi làm. Dạ tụi con. Dạ dạ. Cảm ơn ốc đi, cảm ơn khách gì. Bún ốc ơi, ngồi đi chơi nè. Út ngồi nghe không? Ngồi ăn đi. Ngồi ăn với em Út kìa. Anh vui. Đi ăn vậy. Rồi đó chị. Tàu bún nè quý ông bà cô chú. Rồi. Nay bún miễn phí về Tư rồi đây. Em bên Mỹ tặng. Tặng cho mình để cho coi. Tặng bên này tặng. Tặng. Dạ, em bên Mỹ Mão tặng á. Mấy cái gì? Cảm ơn đi. Có sẵn này kìa, có sẵn này kìa về Tư. Rồi, cảm ơn luôn. Dạ.
Rồi đó chị, tô này đi luôn. Dạ, bún chai chị, có sẵn rồi đó chị. Bếp kia cũng có nè. Có, dạ. Làm sẵn bếp kia đó chị. Dạ, dạ. Mấy đứa nhỏ là đủ hết rồi. Nga qua kêu dì Su với Nga. Không nói thêm cái bàn mũ nữa, thêm dạ cái ghế ha. Kìa, ở bển còn bàn kìa, ở bển còn hai cái bàn mũ hả? Chào đó chị. Chào. Chào. Chào, cho ta lên. Chào. Không. Mới ngủ dậy. Ngủ dậy. Quý lấy cho mẹ ăn nè quý. Bà kêu lấy bà một bọc. Kìa có sẵn kìa quý ơi, bước qua lấy luôn đi quý. Đó giờ bọc sẵn rồi đó quý. Nè chị. Ừ, em ăn ở đây hay là em lấy về ăn luôn? Giữ cho bà. Ừ, cho chị. Lấy cho bà riêng rồi em ăn á thì em lấy thêm phần nữa. Không, bỏ được rồi. Vậy hả? Ừ. Cảm ơn chị. Rồi, chị nào ăn thì ra ngồi ăn. Cho em bọc cái tám. Có sẵn này kìa. Rồi, cảm ơn em. Dạ.
Út lấy luôn đi Út. Có Út nào? Bọc đừng để vô đây. À vậy hả? Chưa mà. Cá ba luôn. No luôn rồi. No. Hả? Có cà chà đá. Có sẵn rồi kìa chị gõ. Tưởng thôi đi làm nước chung một cái ha. Cảm ơn nha mấy người. Dạ. Đó lấy đi bạn. Nè con. Nè con bạn. Thì con ngồi ghế ngoài đi. Cái chỗ này đường đi không có ngồi đây được. Út. Bún chai. Bún cá chai. Cho họ bán. Tặng. Cảm ơn luôn nha. Con cho nó chèm xuống này nè, cho nó thơm cái mùi rau nó mới ngon. Cho nó thơm được chưa? Ừ đúng rồi, cho nó thơm cái mùi rau thôi. Tô hay gì mà? Hoa tộc. Để riêng đi chừng tự ăn cái gì ấp lại. Vậy là còn có mình Thảo Nguyên hả? Thảo Nguyên cuối cùng hả? Đưa luôn được. Hai bọc đi. Hai bọc đi. Được. Tao bự luôn. Tao bự. Người bự tao bự. Xuống có thể học hả? Ăn này không, mẹ cho ăn cuốn nè Su. Ăn này không. Cái giò. Cái giò chai. Bình thường. Đất luôn của hai nhà mà đem dẫn đi. Ở đây có trà đá nè, chút uống trà đá tráng miệng coi. Uống là con Nam trong hai luôn. Cảm ơn.
tao bự. Tám. Kìa, chỉ thêm hai phòng được không? Rồi, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, cái này mấy phần? Có hai phần hả? Hai bà con đi chùa hết vậy không? Bún đây. Bún đi hết rồi. Ăn gì hết hà hả? Đây tô bún chưa bưng chưa giao hàng nặng nề dữ ha. Cái bún này chú, hay là chú ngồi ăn? Ăn luôn đi. Ăn nghe, con chùm. Có bà ăn luôn. Trời Luôn đi. Ăn tô cho nó vui. Tự trộn ăn luôn đi. Ăn cho nó vui. Con nhóc đó chính ơi. Tại sáng rồi, cảm ơn Hương. Dạ. Cảm ơn luôn. Xe giá cho cô đặt ha, đặt ha. Nè vào đi. Để có ai nghe. Vào đi cho. Rồi. Các bạn nhìn nha. Hai con mà chạy lại đây lấy luôn. Đi đi, đi đừng có dăng con. Con cảm ơn mẹ rồi con. Cảm ơn mẹ. Con ăn nha. Thank you.
đi đi nha. Cảm ơn chị. Cảm ơn Út nha. Thôi biết nha. Vô kìa, Sáu vô đi. Đây vô nước. Sáu vô đi. Ừ. Vô cho. Ăn chiên nó chiều nay xỉu. Ăn xỉu luôn rồi. Chiều nay xỉu à. Vô đặc biệt luôn. Ăn rồi hả đi tím ba? Em về. Cãi nữa không? Cỡ này tao bị thất nghiệp vậy. Mau nghe phải không chậm quá. Quên cảm ơn. Chị. Chạy xe đi con. Chạy xe đi. Kìa bà tám bà đẩy gột gột kìa. Không ai cho bà nó xem. Sao không ai đặt hết trơn ta. Tím hai tấn nay đồ đi chùa gì á. Không có thấy. Chắc đi chùa. Em để nước riêng cho chị. Sao không? Mấy đứa nhỏ đâu không ai xin nên giùm. Có ai đâu. Con cháu. Dạ nó đi học á hả? Cái thằng nhỏ co cháu cũng xong á thì nó đi học nó nghiêng á. Rồi cảm ơn. Nhà có người ở kìa. Không có ai. Giờ nãy có ai chở thì có rỡ cho chị được mà ngặt không thấy ai. Rồi cảm ơn luôn. Dạ. Đi mua đồ đó mới cho để bàn nè cái. Lấy xe mới kìa. Lấy xe mới dịnh dịnh. Ăn đây hay xách về? Xách vô đi. Xách vô. Bông ngọc của mình sáng có lấy bún mè không? Không. Xin cho nó một bọc luôn đi. Thôi không được rồi. Rồi rồi. Thôi chị là Út. Út lấy luôn đi. Ai? Nè lấy cho chị Út Hồ với dì Hai Thủy luôn. Nè lấy cho Thủy Bốt. Rồi, có sẵn luôn đó anh gặp. Rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn luôn nè. Dạ. Dạ còn gì? Vậy lấy cho một mình gì có ai nữa không? Cho bà Út một phần nữa phải không? Bà Út tai biến đó hả? Dạ dạ. Rồi, con đến đây ha. Cảm ơn. Dạ. Dạ dạ đúng rồi, lại đắng cái gì? Dạ. Này của ai Tám? Cái này em vô sẵn rồi, chị lấy đi. Sẵn nha. Dạ. Cảm ơn luôn. Dạ. Tám trộn lên nha Tám. Rồi rồi để đi đi trộn cho. Trễ 1 phút nữa hết rồi. Đi làm mới gì? Mới ra ca hả? Mới ra ca. Anh làm bên bảo vệ hả? Rồi, cảm ơn luôn. Có xin cho chị không? Vậy. Có xin cho mẹ trẻ nhà không? Có cho thì cho luôn. Nè còn mấy phần hết rồi. Giờ này hết khách rồi em tặng luôn. Chị cho bình nước đó chị ơi. Còn mẹ già nha. Mẹ già mẹ trẻ gì đó. Ai biết là ngán nói còn mẹ già ai biết nữa em. Chừng nào hết thì báo nha. Dạ.
tròn rồi đẹp ơi. Nè gió lấy tới không? Rồi em cảm ơn nha. Rồi. À, bà Sáu hồi sáng giờ đâu ai lấy cho bà hả chị Sáu? Không chưa. Ủa bà Hai chắc chắn đó có. Biết nhà bà Hai Thạch không? Hai Thạch. Bà Sáu á, bà Sáu rồi nghe. Bà Sáu chung á. Gửi cho bà ăn bịch giùm luôn. Cho bà Sáu phải không? Ừ. Đưa cho bà Chán đi. Đưa cho bà Chán đi rồi bà Chán có tự đưa à. Bà nấu chắc này vô thử dữ rồi. Con nè chị ơi. Con cho thêm miếng bún nữa hay gì vậy hai? Hai phần phải không? Đây đứng xã em không biết bà Tám bà Thịt kêu biết. À bà Tám Thọ hả? Ờ à, nãy bà đẩy xe xuống nè, sao nay xuống trễ vậy? Quay xong không vậy? Không ai đâu mấy. Vậy hả? Dạ. Mai đó bà đang về tỉnh rồi. Sáng quá nó bà đi mua rồi mới hay cái này cho. Tại nhỏ cháu nó bệnh tim rồi giờ mà sửa sẽ bác kêu cho hay là nó hãy cái quan tim giờ bác là mấy học sơ. Dạ bún cha ai tặng? Cảm ơn cô chị nghe lời. À bà bảy liệt phải không? Ờ bà bảy thành đó. Bà hai người đó. Bà đi chuột bọc không? Có trình đó. Hai phần bộ tôi một hàng à? Ừ, thì bà hai phần. Ừ, được hai phần. Hai người. Chứ tôi nghe bác Kim dơi vậy đó. Dơi rồi nè. Bà kêu bà bé Thành vậy đó. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Cái chi 2 tháng mấy rồi mới có bạc tao nè. Tao bị sắp cưới nữa 2 tháng là gì vậy? Dạ. Còn không cô? Còn mấy bọc Úc? Còn này nữa. Còn 3 bọc. 2 bọc à. Cho thêm miếng bún nữa. Wow. Hai bọc nó hết hả? Còn hai bọc nó hết luôn rồi đó chị. Dạ, chính hai bọc. Còn hai bọc cuối cùng. Chỉ là anh chồng bọc với gì nè, anh bọc nó hết rồi. Hai bọc, quy sinh hai bọc. Hai bọc thôi, hai người rồi. Anh chồng chúc quan to đi anh chồng. Rồi chúc quan to đi. Còn tô chấm đó. Còn nè anh chồng. Chụm cho anh chín đi. Trễ đò. Hết
ơn cô nhiều hơn luôn. Rồi rồi. Ngọt lắm luôn. Ông có chung tổng bao nhiêu phần hả chị? 70 phần đó tắm. Rồi, vậy là hết luôn là 7. Hết luôn đó, 70 phần nha em ơi. Một lần nữa thì Tám cảm ơn em rất là nhiều. Chúc em thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, cuối clip và cho Tiếp gửi lời chúc sức khỏe đến quý ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều đã luôn ủng hộ chị mến kênh của Tiếp. Dạ, Tiếp xin chào và hẹn gặp lại trong clip sau. Bye bye.